Chào các bạn, tôi là bác sĩ Hải Anh đến từ nha khoa Minh Châu. Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm một video mà chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà các bạn đang rất quan tâm khi mà các bạn đang chỉnh nha. Đây thì trên tay tôi đây, các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều loại chum trong chỉnh nha. Và các bạn mà đang chỉnh nha thì chắc chắn là rất là quen thuộc với cái hình ảnh này đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi nghĩ là để mà biết được hết các chức năng của các cái loại như này thì là chắc là cũng không nhiều bạn được hết. Chính vì thế mà mình làm cái video này hôm nay để mà chia sẻ với các bạn về cái chủ đề về các loại chum để cho chỉnh nha. Thì về cơ bản thì là vai trò của các loại chum này thì nó có rất nhiều những cái vai trò khác nhau tùy thuộc vào cái từng loại chum, và nó được sử dụng trong nha khoa từ rất là lâu rồi, từ năm 1960 của cái thế kỷ trước ạ. Thì để mà cái tạo nên cái chất liệu chum này thì nó có hai cái chất liệu cơ bản, một loại là từ cao su thiên nhiên, một loại tiếp nữa là cao su nhân tạo. Cao su nhân tạo tức là cái mà được tạo trong phòng thí nghiệm ấy ạ. Thì dù bằng chất liệu gì thì nó cũng được kiểm định chất lượng cũng như là an toàn tuyệt đối với cơ thể, cho nên là bạn nào mà có lỡ nuốt vào nó thì là cũng không phải lo lắng đâu ạ. Thì có bao nhiêu loại chum tất cả thì hôm nay là tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Ở đây thì chúng ta có thể thấy đầu tiên là tôi muốn nói đến cái chum đầu tiên này, đấy chính là cái chum tắc khe. Cái chum này thì các bạn thường sẽ được đặt ở trong cái răng cối, tức là răng 6-7 này. Thì ở đây tôi có thể cho các bạn xem là cách chúng tôi sử dụng khi mà các bạn mà bắt đầu chỉnh nha, thì chúng ta sẽ cần phải đặt cái ben vào trong cái răng. Đây là một cái khí cụ để mà chúng ta bắt đầu mà chúng ta đặt vào răng và chúng ta bắt đầu cái quá trình nghiền răng. Thì để đặt được cái ben này thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái dây chum này, cái chum này để mà các bạn đặt vào kẽ để tạo nên cái khoảng cách để mà chúng ta khoảng trống để chúng ta có thể đặt vào cái ben. Thì bây giờ tôi có thể là cho các bạn xem là cách mà chúng tôi đặt cái chum này vào răng như thế nào. Thì ở đây thì một thanh này thì chúng ta sẽ sử dụng cái này gọi là cái kìm đặt chum. Thì chúng ta sẽ đặt vào cái khe răng này, bác sĩ sẽ đặt nhẹ nhàng vào cái khe răng như này đó. Và cái chum này thì chúng ta sẽ được để trong vòng 5 đến 7 ngày. Cái này thì nó bằng cao su tự nhiên cho nên là nó sẽ ngấm nước và sau đó là nó sẽ nở ra. Sau đó là 5 đến 7 ngày thì lúc này chúng ta sẽ có một cái khe và chúng ta có thể đặt được cái khí cục, đó là chúng ta sẽ đặt được ben vào đây. Thì vai trò của cái ben, cái chum này chính là để tách các cái kẽ răng ra và chúng ta có thể đặt được cái ben này. Thì đó chính là một cái chum đầu tiên, đấy là cái chum tách khe. Cái loại chum thứ hai mà trên tay tôi đang cầm đây thì được gọi là chum đơn. Cái chum này thì nó có rất là nhiều màu sắc, và ở Việt Nam thì chủ yếu là chúng ta sử dụng cái màu là màu trắng như thế này. Còn ở nước ngoài thì các bạn là trẻ thì rất là thích các màu sắc khác nhau, vì là bây giờ là chỉnh nha thì nó rất là phổ biến rồi, cho nên là các bạn muốn tạo cá tính cho nên là các bạn rất thích sử dụng các cái chum màu sắc. Thì cái vai trò của cái chum này thì là để mà giữ cái dây cung ở trong họng mắc cài. Cái việc sử dụng cái chum này thì cũng rất là đơn giản, bác sĩ sẽ sử dụng cái hàng tháng khi mà các bạn đến thay dây cung cũng như là thay chum ở nha khoa thì bác sĩ sẽ thay cái chum này. Vì cái chum này mà để lâu ấy thì có một cái nhược điểm thì chính là nó sẽ bị nhiễm màu. Thì sau khi mà bạn đến tái khám, sau một cái thời gian bạn đến tái khám thì bác sĩ sẽ thay cho bạn chum này. Thì cái chum này là sử dụng rất là đơn giản nhưng mà bạn không tự dùng được mà bác sĩ sẽ phải thay cho các bạn hàng tháng cũng như hoặc là những cái lần mà các bạn đến tái khám. Thì việc sử dụng cái chum này là các bạn, bác sĩ sẽ lấy một cái chiếc chum này ra và sau đó là sẽ móc vào trong cái mắc cài như thế này. Đó là cái loại chum thứ hai mà được sử dụng trong chỉnh nha. Cái loại chum thứ ba mà tôi muốn giới thiệu các bạn đấy chính là chum chuỗi. Đây trên tay tôi đang cầm một cuộn này, gọi là cuộn chum chuỗi. Thì nó được cấu tạo và được tạo thành những cái chuỗi như thế này, và khi sử dụng thì nó sẽ kéo giãn được ra như thế này. Thì bác sĩ sẽ sử dụng cái chum này khi mà tùy thuộc vào mục đích của bác sĩ, là nếu như mà bác sĩ muốn đắn khít cái những cái răng chẳng hạn thì cái chum này nó bình thường thì nó cũng có rất nhiều màu sắc giống như là chum đơn. Thì ở Việt Nam thì chủ yếu là các bạn thích màu trắng như thế này thôi.
đối với những cái răng mà bác sĩ muốn kéo những cái khe thưa chẳng hạn, và những khe thưa nhỏ thì bác sĩ có thể sử dụng cái chun này. Thì đây cũng là một cái loại chun được xong chỉnh nha. Cái loại tiếp theo mà các bạn sẽ thấy tôi muốn giới thiệu các bạn đây, các bạn có thể nhìn thấy là các cái gói này, đây là những cái mà các bác sĩ mà hay phát cho các bạn đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều màu sắc ở trên những cái chữ ở trên những cái gói này. Trên tay tôi đang cầm thì đây là cái một loại chun của hãng là 3M. Có rất là nhiều hãng chun nhá. Các bạn có thể thấy là có hãng của 3M này, của Unco này, rất là nhiều hãng. Nhưng mà thị trung lại thì là cấu tạo của nó thì cũng tương tự như nhau thôi. Và mục tiêu của sử dụng cái chun này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở đây các bạn sẽ thấy ở trên những cái túi chun này nó sẽ có những cái chỉ số, có thông số. Ví dụ như là 5/16 này, các bạn có thể nhìn thấy đây là có màu xanh da trời, hay như là cái gói màu xanh lá cây thì các bạn có thể thấy là 3/16. Cái ở đây nó chính là cái, ở đây là các cái thông số. Và khi mà cái chun này được kéo giãn gấp 3 lần thì nó sẽ đạt được cái lực ở trên, đạt được cái lực ở trên cái chỉ số ở trên cái túi chun này. Chính vì thế cho nên là khi mà các bạn được phát một cái túi chun như này, các bạn phải cực kỳ tuân thủ cái chỉ định của bác sĩ. Vì đây là bác sĩ đã tính toán được cái lực để mà kéo răng cho các bạn rồi. Chính vì thế là các bạn không được tự ý đeo này, cũng như là không được mà tự ý thay đổi cái chun. Tại vì như thế thì nó sẽ làm cho cái răng của bạn nó di chuyển không đúng theo cái chỉ định của bác sĩ, nó sẽ làm nguy hại cho cái răng của bạn. Thì có rất là nhiều cách mắc, thì cách mắc chun có bạn thì là mắc trong cùng một hàm này, có bạn thì là mắc từ hàm trên xuống hàm dưới. Thì mỗi cái loại mắc thì nó cũng có một cái tác dụng nhất định, và mỗi bác sĩ thì sẽ sử dụng cái loại chun cho mỗi bệnh nhân khác nhau. Chính vì thế là các bạn hãy tuân thủ theo đúng cái chỉ định của bác sĩ. Thì trên đây là tôi đã giới thiệu cho các bạn một số những cái loại chun mà thường gặp ở trong chỉnh nha. Thì hy vọng là các bạn sẽ có cái trải nghiệm chỉnh nha nó thoải mái khi mà các bạn hiểu, và các bạn chúc các bạn có được một cái hàm răng đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.